Loại quả có vỏ cứng là một loại cỏ khô, tĩnh và chứa duy nhất một hạt. Lạc cũng là một loại quả có vỏ cứng và chứa hai hạt. Lạc là một loại thực phẩm thuộc họ đậu. Một trong những phương pháp chế biến lạc để đem bán là sấy khô. Phương pháp này là sấy chín lạc trong một lò nhiệt nóng mà không dùng dầu. Nhiệt độ trong lò được điều chỉnh lên đến 149 độ C. Khô sấy lạc kéo dài trong khoảng 30 phút. Khi lạc được đưa ra khỏi lò, lạc đã chín và ta chỉ cần bóc vỏ là ăn được. Trước khi đưa lạc tới khu đóng gói, một công nhân sẽ giám sát để loại bỏ những phần rác hoặc những củ lạc hỏng. Một phương pháp chế biến lạc để đem bán nữa là chỉ sấy khô hạt lạc thôi. Khi lạc được đưa đến nhà máy, lạc đã được bóc sạch vỏ. Băng chuyền sẽ dẫn lạc lên một ống hình trụ quay tròn có tác dụng như một máy trộn. Khi máy trộn quay tròn, người ta sẽ tưới lên hạt lạc một hỗn hợp gồm các gia vị pha thành dung dịch. Máy trộn quay tròn sẽ có tác dụng giúp lạc được tẩm ướp đều. Một băng chuyền tiếp tục dẫn lạc tới một lò sấy bằng nhiệt nóng. Băng chuyền sẽ rải đều lạc thành một lớp mỏng để lạc được sấy khô đều nhau. Máy sấy ở đây cũng hoạt động tương tự như máy sấy lạc còn nguyên vỏ, tức là sấy trong khoảng 30 phút ở nhiệt độ 149 độ C. Khi đưa ra khỏi lò, một công nhân sẽ đập ra những hạt lạc dính thành tảng. Người ta cũng tẩm ướp lạc trong máy trộn sau khi lạc đã chín. Đây là một phương pháp chế biến khác của hạt lạc. Thay vì sấy khô lạc như ta vừa quan sát ở phần trên, người ta có thể làm chín lạc trong dầu. Phương pháp này cho ta vị như vị lạc rán.